trời, khách đứng xếp hàng luôn chị ơi. Cái này cái công đoạn này người ta gọi là công đoạn gì vậy chị? Nắn bột. Nắn bột, công đoạn nắn bột. Hiện giờ là chị đang nắn bột và chị làm rất là chuyên nghiệp. Trời, thăng thoát luôn á. Bột nhào lên là đã có công thức rồi mà còn mà muốn ra được cái bánh ngon nữa là coi như làm tới từng công đoạn tỉ mỉ từng chút một không chị? Đúng rồi. Có khi nào mà mình làm mà nó có cái vấn đề được chị trong mấy cái câu này không chị? Cái lúc mà chị mới làm á. Có lúc làm cái bỏ nhầm nguyên liệu nữa. Nhiều lắm, cái xuống rồi cái bánh không có thành cái bánh, cái đi về nhờ bột khác. Mình là trâu, còn mình là bò. Chào mọi người. Hôm nay là một cái ngày rất là may mắn của bọn mình, bởi vì trên đường đi bọn mình bắt gặp một quán bánh mà có cả xe bánh làm tại chỗ luôn, rất là đặc biệt. Quán này là quán gì vậy bò? Đó chính là món bánh tiêu sữa tươi và lá dứa. Và ngạc nhiên hơn là chị chủ mang hẳn cả nguyên liệu ra ngoài xe bánh làm luôn. Các bạn hãy cùng đón xem hết clip này với mình và anh Trâu để biết coi cái món bánh này có những nguyên liệu như thế nào mà đông khách đến như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cùng bọn mình đi nha. Dạ em chào chị, đây em là kênh Châu Bò Review á chị. Đi ngang qua thấy quán của mình làm cái món mà lạ quá, từ trước giờ em chưa thấy. Bánh tiêu thì em biết, nhưng mà bánh tiêu lá dứa thì nó lạ mà nó thơm nữa. Chị có thể giới thiệu sơ về chị với lại cái món bánh tiêu lá dứa này không chị? Dạ, chị ở trên đầu tiên xuống đây á, bánh này ở trên đầu tiên á. Dạ. Chị dạ. Của chị chỉ lại cho chị. Nếu như mà lại đây á, làm tiệm của mình là nằm ở đâu vậy chị? Ở đường DA1-2. Dạ, ngay trước quán trà chanh chiêu. Trà chanh chiêu luôn. Thường thường là chị mở từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Mọi người muốn ăn á là tới là mấy giờ là vừa và có bánh nè chị? 2:30. Dạ. 2:30 chị bán tới 8:00. Hay quá ha. Còn bánh lá dứa là mình làm sao vậy chị? Bánh này làm từ lá dứa với sữa tươi á. Ủa, có sữa tươi nữa? Sữa tươi. À, là chị làm sẵn, trộn bột sẵn ở nhà nè, xong rồi đem lên đây. Hai chị em bán hả chị? Hai dì cháu. Ồ, hai dì cháu, để nhìn chị trẻ quá. Không, cháu con của dì á, con à. Của chị nên là nó lớn. À, hèn chi. Chị ở trên Phúc Dầu Tiến à? Rồi, đúng lý rồi. Do sao mà chị biết được cái loại bánh này với lại chị muốn bán cái loại bánh này vậy? Thì chị lúc chị ở trên đó cái dịch á, cái dạ. Không có đi làm được á, cái bà cái chị của chị á, chị với chị làm. Ồ. Rồi là lúc mà mình làm như vậy á là toàn bộ là chị của chị là làm y chang vậy luôn, hay là mình làm theo có thêm một cái công thức đồ gì riêng của mình không. Nữa? Đó là công thức của chị để lại, công thức của gia đình á. Nên là nó khác của người ta. Đúng rồi, bánh tiêu thì thường thường là chỉ là dạng giống như là làm theo kiểu người Tàu, người Hoa từ nào bây giờ. Còn lá dứa là mình thêm vô. Khi mà mình thêm lá dứa như vậy thì cái mùi vị nó như thế nào? Chị có thể nói sơ sơ được mà. Nó thơm hơn đúng không? Ba cái 10.000. Vậy là chị bán ở đây là được bao lâu rồi vậy? Chị bán được 2 năm rồi. Wow. Cũng là khá lâu rồi á, chắc là có khách quen nhiều á. Từ lúc hết dịch là chị bán. Còn giá cả của mình là sao chị, nói để mọi người biết được không chị? 3 cái 10.000. Cứ 3 cái 10.000 là 3 cái 10.000 vậy. Mua 9 cái là được tặng 1 cái. À. Vậy thì giờ chị lấy cho em 9 cái thì là tặng 1 cái là thành 10 cái đúng không? Đúng. Coi như lấy cho tụi em ăn luôn để thấy ngon quá trời. Với lại chị chiên cho mọi người xem cái lúc chiên á là mình bột là mình làm sẵn ở nhà hả chị? Đúng rồi, chị nhồi ở nhà. À. Có cái bí quyết gì mà để mà làm cho cái bánh tiêu của chị nó khác với lại mọi người với lại ngon không? Chị để lá dứa nhiều quá đặng nó có cái màu xanh á. À. Của người ta để ít lắm, không có thấy màu xanh. À. Nó lạ là lạ cái màu xanh á. Cái màu xanh mà lại là vừa xanh mà vừa thơm nữa.
để là mình thấy cái lá dứa. Vậy lúc mà ăn cái lá dứa vô á, cái màu xanh của lá dứa đó, nó có làm ảnh hưởng gì tới cái vị của bánh tiêu không chị? Không, nó thơm hơn nữa tại có sữa đó. À, ngoài lá dứa ra chị còn để sữa vô cho cái vị nó béo, nó bùi dậy lên. Trời, em thấy người ta mua cũng nhiều quá ha. Ô, một ngày là chị bán là khoảng mười mấy ký. Chị cứ bán cho mọi người trước đi. Chị cứ bán cho mọi người trước đi, rồi hồi nữa tụi em lấy sao? Cứ lấy cái đó bán cho mấy anh mấy chị lại mua đi. Tại vì sợ phỏng vấn lâu quá chị. Em thấy là bột á, chị nhồi sẵn cái xong rồi còn ở đây là mình còn phải là pha cái bột ở ngoài lên ha chị? Đúng rồi, để cho nó đừng có bị dính á. Còn mè là lúc nào mình rắc chị? Lúc mà mình nắng á là mình chấm mè luôn. Là cán mè lên đó không chị? Rắc mè cán ra. Đúng rồi. Lúc là mình nắng bột á là mình chấm mè luôn. Chấm mè nó dính lên cái rồi để lên chiên. Rồi lúc chị thả xuống nhìn đẹp quá. Chiên cái này chắc hao dầu lắm hả chị? Đúng rồi. Rồi còn phải dở liên tục như vậy để cái bánh nó hồng lên nhìn coi vui quá. Đúng rồi, không dở liên tục là bánh nó không có phồng lên. Wow. Một hồi nữa chị lấy một cái thiệt đẹp á chị, lúc mà chị để xuống á cái nó trôi giống như hồi nãy á, cái này là đẹp ơi là đẹp luôn á. Cái lúc mà chị để một cái bánh vậy, chị để một cái miếng xuống á, nhìn đẹp lắm kìa. Chị thả xuống á để chị vớt vào, chị vớt lên cái đó. Nhiều khi á người ta cũng muốn ăn lắm á chị, nhưng mà người ta không biết chỗ để ăn á. Cái động là từ tụi em đi thì tụi em thấy là ngon, là cái tụi em cứ muốn là quay lên để cho mọi người biết nè. Chị thả từ từ nè. Chị thả thêm. Dạ. Một lần chị thả như vậy là được bao nhiêu cái là maximum chị? 6-7 cái luôn á. Wow, 6-7 cái, tại lúc mà đông ha. Lúc mà đông mình phải làm như vậy mới kịp. Vậy là chở phải quen tay à. Cứ phải lên đều như vậy, cái nó bồng lên hay ha. Rồi, ví dụ như người ta mua á, là nên ăn liền hay là khoảng để được bao lâu á chị? Cái này để qua ngày vẫn ăn được, nhưng mà ăn nóng thì nó ngon hơn. Mấy cái? 3 cái. Tôi thấy cứ mỗi lần mà mấy khách lại hình như là quen hết trơn, cứ lại là cứ 3 cái. Ta mua quen rồi đó. Tụi em cũng hên thiệt. Thiệt ra là đi vòng nãy giờ cái tự nhiên thấy bánh tiêu của chị hấp dẫn cực kỳ luôn. Sáng chị bán ở trên Dầu Tiếng á. Sáng mai cũng có cái anh lại quay phim. Vậy hả? Hay, ủa trên Dầu Tiếng là ở xa không chị? Đây lên đó khoảng 20 mấy cây á. Wow, rồi vậy cũng xa á. Vậy buổi sáng là chị bán ở trên Dầu Tiếng, chị bán khu nào vậy? Chị nói luôn để mọi người biết. Bán ở buổi sáng xã Hành Tiền á. Áp Định Tiến, xã Thanh Tiền. Áp Định Tiến, xã Thanh Tiền. Gần trường tiểu học. Gần trường tiểu học, thì trường tiểu học gì vậy chị? Trường tiểu học Thanh Tiền. Trường tiểu học Thanh Tiền luôn, ngay gần gần đó luôn. Là quán của mình tên là gì ta? Cũng ghi là... Cũng ghi như vậy luôn á. Bánh tiêu sữa tươi, lá dứa. Một mà ngày chị bán là có phải bao nhiêu cái vậy chị? Nhiều lắm đó, một cái này được. Chắc không có tính cái đâu, giống là tính ký bột á. Đúng rồi, chị tính ký á. Nhưng mà vậy là có cực không ta? Buổi sáng chị cũng bán rồi, xong rồi trưa là chị về nó rồi, xong rồi cỡ khoảng chiều tối chị ra đây chị bán thêm một lần nữa. Sáng chị bán ở trên nhà. Bán trên nhà xong cái vô nhồi bột. Cái đi xuống đây bán. Wow. Làm nghề nào cũng phải bỏ sức đồ gì ra ha. Nhưng mà nhìn chị chiên mấy cái bánh này nhìn thích quá. Cái lúc mà nó phồng ấy, nó nổi nó trôi giống cái phao á. Mà
bột mình nhồi ở nhà rồi mà vẫn lên đây là vẫn phải làm lại hả chị? Không, mình phải nắn ra đó. Ủa tại sao lại mình không nắn trước mà tới đây mà mình mới nắn vậy chị? Để vậy nó dính xuống đây mình đâu có ấy được. Phải nắn xuống đây mình nắn ra từng cục nhỏ. Mấy cái em? Không có bánh ít. Bữa nay không có bánh ít. Có bánh ít nữa hả chị? Bánh ít mẹ chị gói nhưng mà ít lắm. Tại vì ngày nào người ta đặt á, mẹ chị gói dư ra mới đem xuống bán thôi. Và mấy người này ăn người ta lại thích. Thích hả? Bánh ít nhưng vừa sầu riêng. Ồ. À, cái này là bột mình chuẩn bị sẵn trước ở nhà nè, phải không? Đúng rồi. Rồi chị mới lên đây cái lúc mà trước mình bán là mình phải cái này, công đoạn này người ta gọi là công đoạn gì vậy chị? Nắn bột. Nắn bột, công đoạn nắn bột. Hiện giờ là chị đang nắn bột và chị làm rất là chuyên nghiệp, rồi thăng thoát luôn á. Bột nhào lên là đã có công thức rồi mà còn mà muốn ra được cái bánh ngon nữa là coi như làm tới từng công đoạn tỉ mỉ từng chút một, không chị? Đúng rồi. Có khi nào mà mình làm mà nó có cái vấn đề rồi chị trong mấy cái khâu này không chị? Cái lúc mà chị mới làm á? Có lúc làm cái bỏ nhầm nguyên liệu nữa nhiều lắm, cái xuống rồi cái bánh không có thành cái bánh, cái đi về nhào bột khác. Thôi coi như những cái lúc đó giống như là một cái kinh nghiệm đó ha. Một cái kinh nghiệm từ vậy từ. Cái mình nhớ. Ừ. Mốt cái tới cái đó là mình nhớ rồi. Phải có những cái hơi bị sai như vậy thì từ từ nó mới bấm được sao được, nó mới ngon, nó mới hơn được. Wow, đông quá hả? Cái này là ngoài cái mà bán được hàng rồi nhiều người mua vậy á là mình thấy vui nè. Có cái gì vui vui nữa không chị? Có, hôm qua người ta dặn 20 cái xong người ta đưa tiền trước, cái người ta quanh lại mà chị quên mất tiêu, người ta đông quá đó. Dạ. Cái lại cái thấy người lại cái nó chết rồi. Sao nãy giờ chị làm quen rồi nó là thăng thoát liên tục vậy ha. Mà chị thả, em thấy chị cũng thả, phải thả là từ từ á. Lúc đầu thả vô phỏng tùm lum luôn, nó văng lên nó không biết cách thả đấy. Thấy không, không phải là chuyện đơn giản đúng không? Ai mà không biết là thả một cái ngay giữa là trên cái dòng nó văng lên là phỏng liền. Rồi mình lật cũng phải cho đều, cho khéo nó không chị? Chứ không thôi nó bể bánh á. Là không kịp là nó bị lủng á. Nó bị phù, nó không có phù đều. Em thấy chị bán ở đây khách người ta lại, người ta cũng anh thấy người ta cũng đàng hoàng quá ha. Nó quen rồi á. Thôi chờ. Bình thường là tới khoảng chừng nào là mình nghỉ vậy chị? Hôm qua mới có 7 giờ mấy là hết bánh rồi. Wow. Nghỉ thôi. Vậy là
nếu mà muốn nữa mà muốn em nghĩ chắc là đông hơn nữa. Nếu mà muốn ăn thì phải tới sớm sớm chút xíu, chứ cậu bạn là sau 7 giờ là không có chắc đó, đúng không? Là hơi xui rồi đó. Thấy hai người mà làm liên tục luôn. Hai, bốn, năm cái. Trời đẹp quá à. Nếu mà mọi người thích cái bánh của chị á, mà muốn tới tới ăn đồ gì rất là nhiều á, thì chị có nhắn nhủ gì tới để mọi người thấy được cái bánh của chị là độc đáo, với lại gửi tới mọi người trước khi ăn không ạ? Nhắn nhủ. Giống như đây là cái bánh là chị muốn giới thiệu với mọi người lần đầu tiên mà công thức gia truyền của nhà chị hay là như thế nào á. Thì mong mọi người ăn rồi nhớ tới thôi à. Vậy hả? Dạ, coi như là coi như ai tới đây là ăn là coi như là chị làm theo muốn nhiều mè là có nhiều mè, mà muốn gì là coi như có là có người không thích mè thì chị làm thêm mè. À lá dứa là nước không chị? Nước lá dứa rồi mình trộn lên, trộn với lại bột, mình nhồi bột lên. Lá dứa là chị lấy từ cái cây lá dứa luôn chứ không phải là chị lấy cái tinh dầu. Trên quê chị là người ta trồng nhiều lắm. Là quê mình ở đâu vậy chị? Ở trên Dầu Tiếng á. Chị người ở trên Dầu Tiếng luôn. Người ta trồng cái chị mua cái cây rồi chị xay. Dạ. Mấy cái chị? Rồi. Là cái cây về cắt ra xong rồi xay lấy nước, là nước đó mình mới trộn với bột, trộn với sữa xong rồi mình mới trộn với bột. Chứ nhiều người là người ta lại lấy cái lá thôi, còn mình là cái cây luôn. Nhìn chị làm cuốn à, khách quá trời luôn. Khách đứng xếp hàng luôn chị ơi. Bánh tiêu không là bán nó đắt như vậy rồi. Này mà ủa nhưng mà vậy là mẹ chị là ở nhà là trộn bột trước hả chị? Không, chị tự làm. Chị làm. Còn bác ở nhà là ví dụ như có thêm bánh hồi nãy bánh, bánh bánh ít đó chị, bánh ít sầu riêng, nhân dừa, nhân sầu riêng.
có một số người, em nhớ bạn em nói là cái này mà muốn qua ngày hôm sau ăn cho nó còn giống như nó còn cái độ mịn đồ gì, cái người ta bỏ vô ngăn đá, cái xong rồi xong ra ra người ta để, lúc mà lấy ra người ta để vô lò vi sóng á, là phải không chị? Cái này đâu bỏ ngăn đá được, không chị không có làm thử cách đó không à? Dạ, cứ để ở ngoài vậy là ngày mai ăn vẫn được không chị? Đúng rồi, còn mình muốn nóng thì mình bỏ vô lò vi sóng nó nóng lên. Mời mọi người nha. Cắn vô là cực kỳ thơm luôn, thơm mùi lá dứa. Mà bánh phồng lên nên là cái lớp bánh ở ngoài nó rất là mỏng, còn bột thì lại là mịn, ngọt ngọt béo, với lại có cái mùi thơm của lá dứa nó quyện vào á, với lại cái mè ở trên này nên là ăn rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Chị ơi, bây giờ mà mọi người theo dõi xong hết trơn rồi nên là em cũng muốn mà chị chào mọi người một tiếng. Ok, nếu mà các bạn có tới khu vực này gọi là khu vực gì vậy chị? Mỹ Phước 2. Thì các bạn có cơ hội thì hãy ghé ăn quán, ăn tiệm bánh tiêu sữa tươi lá dứa của chị tên là chị Huế nha. Chị Huế bán bánh tiêu sữa tiệm trà chanh chiêu, ngay chỗ tiệm trà chanh chiêu luôn. Nếu mà có cơ hội thì mọi người ghé đây ủng hộ chị, bánh rất là ngon, đảm bảo ngon cực kỳ mà lại lạ nữa. Nếu các bạn thấy hay thì cho bọn mình một like và một subscribe, đăng ký kênh bọn mình nha. Cảm ơn mọi người, chào mọi người nha.